Chúng ta cùng đến với những diễn biến của set đấu thứ hai, trận chung kết nội dung đơn nam giữa hạt giống số 6 của giải. Đó là Siu Chi. Chúng ta hãy chờ xem liệu ở set đấu thứ hai này Siu Chi sẽ ăn được bao nhiêu điểm số từ những cú đánh cầu chéo sân như vừa rồi. Đó là một cú chém cầu. Cầu ngoài sân và điểm số được cân bằng 14 đều. Lần đầu tiên trong set đấu này, Lee Chuk-yu vươn lên dẫn điểm trước Siu Chi. Match point cho Siu Chi. Ba cơ hội để match point cho Siu Chi. Tay vợt đang phải thi đấu trong tình trạng là bị đau ở hông hoặc là có thể là bị đau ở lưng. Và như vậy là chiến thắng đã thuộc về tay vợt người Trung Quốc hạt giống số 6 của giải, Siu Chi, với tỷ số các set là 23-21 và 21-17.